Em chào các bác nhé, em Lâm đây. Em lại quay test cho bác một con máy Toshiba đây. Đấy, con này thì cực đẹp luôn. Đấy, tô thì em đã quay nhiều và đánh giá các cái chất lượng của nó thì đánh giá nhiều rồi. Đấy, thì em sẽ bắt đầu quay qua cửa hàng em một chút. Tên cửa hàng em là tên là cửa hàng là Hàng Nhật Bái Thanh Lâm. Có hai số điện thoại, số đầu tiên là số 0975 360 433, dưới là 0377996066. Các bác check YouTube, các bác viết chữ Hàng Nhật Bái Thanh Lâm là ra kênh nhà em luôn. Nhà em có địa chỉ duy nhất tại Cầu Giàm, Tân Hương, Linh Gia, Hải Dương. Đấy, bác nào gần có thể qua xem máy trực tiếp. Đấy, máy thì em bao các bác như đập hộp luôn. Con này nó mới khủng khiếp luôn. Đấy, dàn này, các bác nhìn này, nhìn cái dàn với cái lưới này. Khi một cái máy mới đấy, các ông có dọn kiểu gì thì dọn, cái chất của nó mới ấy, cái nhựa của nó mới ấy, nhìn bao giờ nó cũng khác. Là cái dàn mạng ở chrome, các bác dàn này bao giờ thủng? Lượng bác dùng 15 một thủng được không? Em nghĩ là phải hơn. Đồng hết mà, xong lại còn mạng cả chrome nữa thì các bác làm sao mà nó không bền được. Đấy, cái lưới đằng vướng này bớt tạm tí lắp sau. Bắn xoay gương được luôn. Cực đẹp luôn. Con này thì chưa bị ráp lên tường từ cái bàn má này. Chưa bị một vết ốc. Chưa bị một vết ốc luôn. Chưa bị ráp lên tường luôn. Đây. Bác nhìn này. Đấy. Bác nhìn. Những cái miếng xốp này nó có nước chảy này. Khi mà về các ông dọn kiểu gì thì dọn, không bao giờ cái này nó mới được. Bởi vì bản thân nó là mới thì nhìn cái chất mới nó khác hoàn toàn. Đấy, đâu, rác đồng này. Úi giời, đẹp không thể tưởng tượng được. Dàn này, dàn nóng cũng mạ cờ đôm. Con này thì đắt 2020. Đấy, em quay vào tem, tem luôn. Tem luôn, GAS2210ATM. Đắt 2020, máy 9000, made in Japan. Đây, cục nóng này. GAS2210ATM. Nó ghi là made in Japan thôi nhá, nhưng mà vẫn sản xuất ở Trung Quốc đấy nhá, chứ không phải sản xuất nội địa Nhật đâu nhá. Nội địa Nhật bây giờ nó không sản xuất linh kiện điện tử đâu nhá. Các hãng đều sản xuất tại Trung Quốc hết nhá. Đấy, để các bác hiểu như vậy không? Các bác cứ bảo em là ghi made in Japan sản xuất ở nội địa ra nội địa Nhật hả? Thì cái đấy là ai bảo có chỉ người đấy thì là nói dối thôi, nói lừa thôi. Còn cái đâu nó sản xuất ở Trung Quốc, các bác bảo là sản xuất nội địa Nhật thì các bác chỉ có tự sang mở công ty, mở lập công ty xong tự sản xuất thì nó mới có made in Japan thôi. Mà trong đất nước nó thì giờ nó có cho sản xuất đâu, thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe con người cũng như là nhân công nó quá cao, làm sao nó đủ giá được. Đấy, thì không phải ghi made in Japan là sản xuất ở nội địa Japan đâu nhá, nội địa Nhật đâu nhá. Đấy, nhằm trách hàng thuế nhá, bán tại thị trường Nhật nhá, bán tại ở thị trường Nhật luôn nhá, chứ không phải là đơn giản đâu nhá, hàng cửa tiệm đi nhá. Đấy, tức là nó bán tại bên Nhật chứ không phải hàng bờ, hàng bãi, hàng rác đâu nhá. Đấy, con này thì tôi thì các bác em bổ các bác rồi, nó lạnh sâu cực kỳ luôn, nó lạnh sâu, nó lạnh dịu sâu luôn. Đấy, con này thì yên tâm là các bác chạy phòng tầm 16m² trở về, tức là rộng 3, dài 5, hoặc là dài 3, rộng 5, trần cao 3m dưới trở xuống, ba nó bác đắp chăn thì thôi, tầm 15m² đến 16m². Đấy, giá này rất bình dân, con này em bán bác giá là 7 triệu, em bao bác chất của này như máy mới. Đấy, không có cái đập hộp luôn, nếu như con này các bác lắp bên tường thì không ăn bỏ máy cũ luôn. Em đảm bảo luôn các bác luôn là như vậy. Các bác nhìn em quay video bóng em còn in ở trong cái này thì các bác biết là nó bóng lúc nào. Thế mà đấy là tay chân em còn bẩn này, còn sờ bẩn này, còn chơi thèm lâu đâu. Đấy, thì các bác biết nó đẹp không nào. Đấy, mà các bác bỏ 7 triệu thì các bác mua cái máy inverter Việt Nam cái còn rẻ rách nhất, các bác mua phải tầm 1 chiều đâu, các bác mua phải tầm 11, 12 triệu rồi. Đây vừa inverter chạy lạnh 2 chiều, vừa công nghệ Nhật, vừa chất lượng Nhật, vừa tiêu chuẩn Nhật, mà giá có 7 triệu. Đấy, bao test bao chạy các bác 10 ngày, chán chê thì thôi. Đấy, các bác nào thích bảo hành 1 năm cộng 500 ngàn là 7 triệu rưỡi. Mua đứt là nhà em bảo hành 10 ngày là 10 triệu không quay đầu. Đấy, cước đi cước về em chịu. Đấy, bao chuẩn chỉ cho các bác là như vậy. Đấy, giá em báo công khai luôn, các bác thích mua giá nào thì mua, tùy các bác. Đấy, khiến thì như đập hộp luôn. Khiến nhá, có cả đèn nét luôn nhá. Phần trăm pin nhá. Đấy, phần trăm pin nhá. Đấy, chỉnh chế độ quạt này đầy đủ hết nhá. Đấy. Đấy. Đầy đủ hết luôn, đèn sáng màn hình nhá, tăng giảm được nhá. Xong là phần trăm pin nhá, như cái điện thoại luôn. Đấy, rất là đẹp, khiển này mới tinh luôn, khiển gì nét nhá, tất cả gì nét nhá, mà giá có 7 triệu, đắt 2020. Đấy, giá này chưa bao gồm phí ship đâu nhá, chưa bao gồm đổi nguồn đâu nhá, bao lấy thì alo hai số này, không quản đâu nhá, em chỉ có một chiếc này là hết rồi nhá, à, chỉ còn một chiếc tôi là hết rồi nhá, không quản đâu. Đấy, bao lấy thì alo cho em. À, em còn một con nữa nhưng mà con đầu 25, trong kia là con đầu 25 chứ không phải là con đầu 22, đầu 22 thì em chỉ còn một con này thôi. Duy nhất có một con này thôi.
Bác nào may mắn lấy được thì alo cho em 7 triệu nhá.